Tiên tri tiết lộ, người tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, đúng tháng 7 âm lịch, nghịch thiên đảo vận, bất ngờ được lộc bề trên, vận số cực may, cực đỏ, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, sự nghiệp lên hương, làm ăn trúng lớn, trúng số cực khủng, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, trả sạch nợ nần, đổi đời đại gia, thong dong tận hưởng phúc lớn cuối cuộc đời. Quý vị thân mến, kiếp nhân sinh này chính là những ngày tháng nối tiếp nhau trong khổ ải trần gian, có những người phước dày, mạng lớn mới có đủ mạnh mẽ đi qua mọi sóng gió, khó khăn, chèo lái con tàu sinh mệnh đi đúng hướng và gặt hái nhiều thành công, như ý. Theo tử vi số mệnh luận rằng, tùy từng thời điểm khác nhau mà mỗi con giáp sẽ nhận được phúc, họa khác nhau, tại thời điểm này, bạn bị hung tinh chiếu rọi, vận hạn triền miên, nợ nần chồng chất, nhưng thời điểm khác lại, phú quý lâm môn, may mắn trực chờ, tiền nhiều chất đống, thu hái nhiều thành quả về nhà, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Và trong tháng 7 âm lịch, năm Quý Mão 2023, thầy tử vi bất ngờ khi gọi tên con giáp tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, là con giáp may mắn, được trời Phật thương tình mà ban cho rất nhiều cơ may đổi vận, quý nhân chỉ lối, dẫn đường mà kiếm được nhiều lộc lá, của cải. Đây sẽ là một tháng rất hanh thông và thuận lợi trên tất cả mọi phương diện cuộc sống của bản mệnh. Thế nhưng, có nắm bắt được vận trình để cải biến vận mệnh được hay không lại là do chính bản thân quý cô bác tuổi Đinh Dậu. Vậy vận trình trong tháng 7 âm lịch như thế nào, cơ may mà bản mệnh đón nhận được là gì thì ngay sau đây hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu nội dung chi tiết quý vị nhé. Tổng quan tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957. Đinh Dậu là người thích làm theo ý của bản thân, không chịu nhịn, chẳng chịu nhường, cũng chẳng chịu uốn éo. Vậy nên cái thật trong tính cách của Đinh Dậu mà có đôi ba chi kỷ và tâm giao, nhưng cũng có cái thật trong tính cách của Đinh Dậu khiến họ có một thời thị phi và người ghen, kẻ ghét. Vấn đề của Đinh Dậu là cách mà họ đương đầu với thị phi hơi lập dị một tí, thay vì im hơi lặng tiếng. Họ lại thích ba mặt một lời mà quên mất rằng sau ánh nắng chói chang thì luôn ẩn tàng bóng tối. Những người trong bóng tối nào có muốn bộc lộ bên ngoài để mà đôi co, nên cái thú vị của Đinh Dậu là ít nhiều họ dễ nổi tiếng và nổi bật trong đám đông. Cái không thú vị nơi đông người là nơi con người ta bộc lộ các góc tối cũng là nơi để Đinh Dậu lãnh nhiều sự thị phi mỏi mệt vào người. Dĩ nhiên, câu chuyện về thị phi chỉ là một câu chuyện nhắc đi nhắc lại, với một bản mệnh bỏ qua không thèm quan tâm đến thị phi, nhưng khổ nỗi lại cứ đeo bám họ. Chỉ là sau bao năm cầm kiếm đánh đông, dẹp bắc, Đinh Dậu cũng bắt đầu chán việc đấu với bạn bè, lũ tiểu nhân rồi. Giờ cũng là lúc họ chỉ tập trung vào bài toán cuộc đời mình, giờ cũng là lúc họ chỉ thèm an ổn. Trải đời hơn 60 năm, Đinh Dậu thu lượm đủ, hỉ nộ ái ố, gia đình là nơi họ hướng về vun vén, tìm kiếm niềm hạnh phúc giản đơn, chỉ thế thôi. Đối với Đinh Dậu, một là cái gì cũng phải ngay và luôn xuồng xã. Hai là khả năng hồi phục sau tổn thương của Đinh Dậu là vô cùng xuất sắc. Giận đấy, rồi quên đấy, đau đấy rồi mặc kệ ngay đấy, lành lặn sau những suy tư như chưa bao giờ có cuộc thăng trầm mỏi mệt. Vậy nên, họ cũng không cần nghe quá nhiều về quá khứ, không cần nghe rên rỉ quá nhiều về những mỏi mệt đã qua, họ như ánh mặt trời vậy, rực rỡ ngày nào hay ngày đấy, luôn sống ở hiện tại, mắt nhìn về tương lai, và cái đặc điểm cố hữu này sẽ xuyên suốt cuộc đời của Đinh Dậu, để họ luôn ngẩng đầu mà tiến về phía trước, lòng đầy lạc quan, tâm đầy lạc thú. Ba là họ ưa nịnh, thích nghe những điều tốt khi nhìn về tương lai rực rỡ. Đinh Dậu không để vào đầu những điều rủi xui, chỉ quan tâm đến nhiều điều thiện lành, thú vị. Và chính cái sự buồn cười của tính cách này khiến Đinh Dậu bình tĩnh trước thời thế khó khăn đã được dự báo trước, vì họ đâu có để vào đầu. Chính cái chất đấy của Đinh Dậu sẽ giúp sự sống của họ được thăng hoa, đời có bao lâu mà sầu bi ủ rũ, não bộ có hạn sao cứ phải lưu trữ những mệt mỏi suy tư. Nếu bạn nhìn vào một mảnh ghép nhỏ, thì năm 2023 của Đinh Dậu là một năm ở mức trung bình khá. Các bộ sao không quá đẹp, các vận hạn không quá nặng, các sự kiện tốt lành ở mức vừa phải, tức là không quá xuất sắc. Cái vấn đề ở đây, cái đại vận này của Đinh Dậu trong một bức tranh lớn là vô cùng quan trọng và cũng không kém phần rực rỡ. Nó quyết định toàn bộ những năm tháng dài lâu, Đinh Dậu sẽ đi đâu về đâu, sẽ có được thành tựu lớn bao nhiêu, sẽ có được thành công bao phần. Về mặt sự nghiệp, trong tháng 7 âm lịch, phương diện công việc của bản mệnh đạt được những thành tựu nhất định, nỗ lực sau một thời gian dài cũng có thể nhìn thấy trái ngọt, đủ để khiến bạn tự hào về chặng đường mình đã đi qua. Thời gian đầu tháng có thể do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm đất mộ, khiến cách xử lý vấn đề của con giáp này còn nhiều cứng nhắc, thiếu sự linh hoạt. Quá trình hợp tác với đồng nghiệp cũng không thật sự suôn sẻ, đôi khi bạn tin vào trực giác của bản thân một cách cố chấp, nhưng tình trạng này không kéo dài quá lâu.
Trong tháng được cả thiên đức cát tinh và chính ấn chiếu mệnh, quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời để chỉ điểm. Đinh Dậu nhận ra vấn đề của bản thân nằm ở đâu, rất may bạn tiếp thu vấn đề rất nhanh và có sự điều chỉnh cụ thể, nên khắc phục được điểm yếu, lấy lại thế cân bằng và tạo ra những sự bứt phá hoàn toàn mới mẻ. Thậm chí sau khi hiểu ra vấn đề, con giáp này lại càng biết cách để tận dụng kinh nghiệm từ chính bản thân, đưa ra nhiều sáng kiến hữu ích, cải thiện hiệu suất hiện tại. Ban đầu có thể mọi việc tiến triển chậm hơn so với dự kiến, hoặc thậm chí bị người khác ngờ vực, khiến bạn không khỏi lo lắng. Nhưng bằng cách làm theo kế hoạch định sẵn và giữ vững lập trường, mà tuổi Đinh Dậu sẽ thu về thành công hơn cả mong đợi. Bên cạnh đó, đây cũng là khoảng thời gian tuổi Đinh Dậu có nhiều cơ hội để chứng tỏ năng lực của mình với cấp trên, cũng như nâng cao vị thế của bản thân. Nếu có thể tận dụng tối đa lợi thế sẵn có, bản mệnh có thể xây dựng được bàn đạp vững chắc cho tương lai sau này. Về mặt tài lộc, vận tài lộc của bản mệnh tuổi Đinh Dậu trong tháng này có đem lại cơ hội đổi đời trở thành tỷ phú sau một đêm không? Tử vi tháng 7 âm lịch, tuổi Đinh Dậu là một trong những tuổi dễ phát tài sau một đêm. Phải nhắc tới đầu tiên bởi những thành tựu ngoạn mục mà con giáp này đạt được trong thời gian tới, kể từ tháng 7 âm lịch cho tới cuối năm. Bản mệnh có thể cảm nhận rõ vận khí của bản thân, có nhiều khởi sắc bất ngờ, những xui xẻo từ các tháng đầu năm dần bị vận may thay thế, liên tiếp đón kết quả khả quan ở nhiều hạng mục. Đặc biệt, con đường làm giàu của bạn vô cùng rộng cửa, giúp mệnh chủ tuổi Đinh Dậu có thể xây dựng cuộc sống viên mãn không ai sánh bằng, đúng như những gì bản thân luôn mong ước từ lâu. Theo đó, khoảng thời gian sắp tới sẽ là cơ hội để con giáp này giành lấy những gì xứng đáng với nỗ lực bền bỉ của mình. Điềm báo may mắn cho thấy, tuổi Đinh Dậu sẽ gặp được nhiều hỷ sự, giúp họ sống vui vẻ, khỏe mạnh, tinh thần tốt nên chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều bất ngờ, vạn sự như ý. Từ giai đoạn này trở đi, vận may liên tục được gia tăng, giúp họ sẽ đạt được kết quả vượt bậc vào cuối năm, được cả thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Người cầm tinh con gà có thể tự tin phát huy thế mạnh của mình. Bên cạnh đó, tuổi Đinh Dậu sẽ được cấp trên tạo cơ hội phát triển tốt ở nơi làm việc, hành trình suôn sẻ trong năm nay, thăng quan, tiến chức, các mối quan hệ hợp tác làm việc, nhìn chung hài hòa tốt đẹp, cũng giúp bạn nhận được nhiều sự trợ giúp, đắc lực. Cuộc sống từ giờ tới cuối năm có nhiều khởi sắc đáng mong chờ. Đặc biệt, tháng 7 âm lịch là thời điểm tài vận bừng sáng, tích lũy được nhiều tiền để cuối năm mua nhà, mua xe, hưởng thụ cuộc sống sung túc. Với những ai đang ấp ủ cho mình những dự định, kế hoạch, đây chính là thời cơ chín muồi để biến chúng thành ý tưởng khả thi nhằm nhanh chóng thu tài lộc về nhà. Có được những thành quả thăng hoa như vậy cũng là nhờ trời sinh những người thuộc con giáp này có sự khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Đa số họ đều rất tài hoa, có trí tuệ hơn người và có mắt quan sát tinh tế. Đây là con giáp luôn tràn đầy năng lượng, thích rèn rũa bản thân để không ngừng trau dồi, học hỏi, đã có sẵn yếu tố nhân hòa, cộng thêm yếu tố thiên thời, địa lợi. Nếu biết nắm bắt cơ hội, bản mệnh sẽ khiến người khác phải trầm trồ đến thán phục với những gì mình đạt được. Về mặt tình cảm, gia đạo. Về phương diện tình cảm, gia đạo của người tuổi Đinh Dậu trong tháng này lại không được như ý. Gia đạo trong tháng sẽ xuất hiện tình trạng mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái. Mối quan hệ giữa Đinh Dậu và cha mẹ, mối quan hệ của Đinh Dậu với con cái trong nhà có khoảng cách tư tưởng rất lớn, dễ tranh cãi lục đục, nổi cơn tam bành với nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Lời nhắc ở đây là nên đặt mình vào vị trí của đối phương, khi mình là một người mới trưởng thành, khi mình đã là một người già cả thì sẽ muốn thế nào. Do thắng hạn nên dễ xảy ra xung đột, tranh giành, hiểu lầm mà hung hại. Lưu ý, tháng này thuộc xấu, vậy nên bản thân và mỗi thành viên trong gia đình cần có sự thấu đáo từ lời ăn, tiếng nói, hành động và cư xử. Không nên nghe lời người ngoài hay chấp niệm mà nội bộ gia đình lục đục. Về mặt sức khỏe, liệu sức khỏe của Đinh Dậu có gặp nguy gì không? Trong tháng 7 âm, phương diện sức khỏe của Đinh Dậu khá lý tưởng, hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng. Quý cô bác nên cân bằng thời gian dành cho cuộc sống và công việc, vừa đảm bảo sức khỏe, lại vừa gìn giữ được các mối quan hệ sẵn có. Có thời gian nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè sẽ giúp tinh thần của bản mệnh phấn chấn hơn. Tiếp theo đây, chúng ta cùng điểm qua những điều Đinh Dậu cần chú ý trước khi đến với tử vi tuổi Đinh Dậu, theo từng tháng sinh may mắn. Người tuổi Đinh Dậu nên làm gì? Bản thân nên tránh xung đột, sửa sang khuyết điểm. Nếu không biết nhận sai, thay đổi, kỷ luật thì mãi cũng không thoát khỏi được sự khó khăn. Bản thân cũng nên xem mệnh cục của mình,
vượng suy, cường nhược thuộc ngũ hành nào, sau đó có phương án dùng ngũ hành đó để hóa sát, thông quan giúp mình tránh hung đón cát. Nếu quý cô bác đã biết thì nhấc điện thoại lên và trao đổi với chúng tôi để thấu hiểu cặn kẽ hơn và có phương án tối ưu cho thời gian sắp tới. Công việc nên tránh căng thẳng mà gây mất lòng khiến công việc thêm rối, hãy bình tâm và thấu đáo, ắt thấy đường đi. Và cũng nên chọn những ngành nghề thuộc ngũ hành của dụng, thị, tài, thần. Tuy mạnh cục vào thời vận mới mong công việc sự nghiệp hanh thông, tháng này vẫn dùng ngũ hành thủy mộc để giám sát. Tuy nhiên, còn dựa thêm vào mệnh cục để sử dụng sao cho đúng. Tài lộc từ giữa tháng có thể đầu tư, tuy nhiên cũng phải lựa sức vào thực tế mới quyết định, chứ mạo hiểm làm liều, quá sức thì hung lại càng hung, tiền mất, tật mang. Nên tránh ngũ hành phương vị kim vì dễ gặp hung hại, ngũ hành phương vị thủy mộc sẽ mang lại nhiều may mắn, tuy nhiên vẫn phải xét mệnh cục mới chính xác. Người tuổi Đinh Dậu không nên làm gì? Bản thân không nên thẳng thắn, liều lĩnh, mạo hiểm, cố chấp mà dễ hung hại khó lường. Hãy biết lắng nghe hiểu mệnh, nắm bắt được thời vận tu dưỡng mới mong được sự hanh thông. Hơn nữa, đừng vì bí mà làm liều sẽ khó cứu nếu phạm pháp. Công việc không nên đầu tư trong sự vội vàng, va chạm, tranh giành hoặc làm ăn bất chấp bất chính, dễ lao lý nợ nần. Quý cô bác nên tránh kim để giảm hung hại, thua thiệt. Về tài lộc không nên quá xót ruột mà làm liều vì dễ càng làm càng mất, khi vận hạn thì nên thủ thân. Mất ít còn hơn mất nhiều, không phải cứ cố mà được, nếu cố sai lúc, sai thời điểm thì hối không kịp. Tiếp theo đây là vận mệnh người tuổi Đinh Dậu theo tháng sinh âm lịch, may mắn, giàu có nhất trong tháng 7 âm lịch năm 2023. Vận mệnh người tuổi Đinh Dậu, sinh tháng 1. Công việc hay tập trung vào sức khỏe, nghỉ ngơi nhiều hơn là công việc. Tài lộc có thể kém và sa sút, để giảm thiểu rủi ro quý cô bác nên cẩn trọng trong mọi đầu tư, tốt nhất là gác hết sang một bên và nghỉ dưỡng. Sức khỏe không tốt lắm dễ mệt mỏi, có thể còn suy nhược cơ thể mà sinh bệnh nhập viện, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe. Gia đạo, dễ xảy ra sự bất đồng do chấp niệm cổ hủ, ích kỷ, giảm hung hại hay động lòng, trân trọng những gì mình đang có mới cát lành. Vận mệnh người tuổi Đinh Dậu sinh tháng 2. Khuyến khích người tuổi Đinh Dậu sinh tháng này lan tỏa sự may mắn và lòng tốt của mình đến những người khác. Việc tích cực hơn trong công tác cộng đồng, từ thiện cũng có thể giúp bạn gặp được nhiều cơ hội mới. Vận mệnh người tuổi Đinh Dậu sinh tháng 3. Thời điểm này bạn cần bình tĩnh và suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định bất cứ việc gì. Bên cạnh đó, trực giác nhạy bén cũng sẽ giúp bạn nắm bắt được nhiều cơ hội tích cực. Vận mệnh người tuổi Đinh Dậu sinh tháng 4. Khuyến khích tuổi Đinh Dậu tiếp tục duy trì sự cẩn thận trước khi hành động, nhất là các hoạt động mang tính tập thể. Vận mệnh người tuổi Đinh Dậu sinh tháng 5. Cuộc sống dễ có sự không thuận lợi, có thể va chạm bị oan, bản thân hãy luôn cẩn trọng và thấu đáo trong mọi sự, không chấp niệm, không hơn thua, ắt mới tránh được hung hại. Tài lộc không tốt dễ hao tiền, tốn của, hãy cân đối trước sau khi làm, chi tiêu về dễ hung nhiều hơn cát. Sức khỏe không tốt dễ sinh mệt mỏi, đau ốm, tháng này nên cẩn trọng sẽ bị nhức đầu, hoa mắt, ù tai, mặt đỏ hay cáu gắt. Gia đạo không thuận, dễ lời qua tiếng lại mà sinh ra bất đồng, va chạm, không nên cái tôi, cái lý hay gia trưởng, cố chấp mà sinh hung. Tình cảm có thể bị hãm hại xung đột bản thân nên thấu đáo, trân trọng những gì mình đang có. Vận mệnh người tuổi Đinh Dậu, sinh 76. Tháng 7 âm này, bạn cần để sự sáng tạo của mình tỏa sáng, điều này sẽ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống. Tháng này là thời gian để thư giãn, giúp cải thiện cả sức khỏe thể chất và tinh thần. Vận mệnh người tuổi Đinh Dậu sinh tháng 8. Bạn cần tập trung vào việc xây dựng các mối quan hệ ngoài xã hội, điều đó sẽ giúp bạn mở rộng được tư duy và học hỏi được nhiều điều bổ ích. Vận mệnh người tuổi Đinh Dậu sinh vào tháng 9. May mắn sẽ đến trong mọi lĩnh vực bạn trong tháng 9 âm này, đây là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu một dự án mới. Vận mệnh người tuổi Đinh Dậu sinh tháng 10. Tài lộc dồi dào và tình cảm viên mãn sẽ đến với người tuổi Đinh Dậu. Hãy cho phép bản thân bạn tận hưởng những phút giây thư giãn bên gia đình, con cháu. Vận mệnh người tuổi Đinh Dậu sinh tháng 11. Sẽ xuất hiện một vài thử thách nhỏ cần đến sự sáng suốt và năng lực giải quyết vấn đề của bạn. Vận mệnh người tuổi Đinh Dậu sinh tháng 12 âm lịch. Tháng này là thời gian để thư giãn trước khi năm tiếp theo bắt đầu. Đây là khoảng thời gian yên bình và hạnh phúc với người tuổi Đinh Dậu. Lời nhắc mệnh, lời Phật dạy trong cuộc sống để chúng ta tâm an, khổ đau hay hạnh phúc đó chỉ là cảm giác. Và cảm giác ấy do chúng ta tự tạo nên, người giàu sang chưa chắc đã hạnh phúc và người hạnh phúc chưa chắc đã giàu sang. Vì vậy,
Hãy bình thản đón nhận mọi chuyện với tâm thế vô tư, tự tại để rèn luyện cảm giác hạnh phúc cho chính mình. Nhân sinh cảm ngộ. Dưới đây là những lời giải của Đức Phật, hãy chiêm nghiệm và suy ngẫm nhé. 1. Có đôi khi chúng ta mải miết tạo ra những mối quan hệ mới để cho cuộc sống bớt trống trải, mà quên mất rằng có những người bạn thân thiết chỉ đến khi mất họ rồi ta mới thật sự hiểu cô đơn là gì. 2. Có đôi khi chúng ta cố gắng kiếm thật nhiều tiền nhằm mua tình cảm của những người mới quen, mà quên mất rằng ở đâu đó có một người trao cho chúng ta cả trái tim mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì. 3. Có đôi khi ở trong đỉnh cao của sự nghiệp, chúng ta cứ thế đắm chìm trong những lời hứa tương bốc, nịnh nọt của những kẻ xa lạ, mà quên mất rằng ở nơi đó nó vẫn trung thành hy sinh vì chúng ta, ngay cả khi chúng ta ở dưới đáy của xã hội, cún yêu của bạn. 4. Có đôi khi chúng ta cho rằng cuộc sống hạnh phúc là phải có những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, mà quên mất rằng với ai đó được nhìn thấy chúng ta ăn cơm hàng ngày là lẽ sống của cuộc đời họ. 5. Cuộc sống ngắn ngủi lắm, hãy sống cho thật đáng để không hối hận khi không còn đường sống. 6. Cuộc đời này không khó, chỉ có con người làm khó nhau bởi Đức Phật nói bí quyết để khỏe mạnh hàng ngày cả tâm hồn thể xác. Gồm 4 điểm thế này. 1. Quên chuyện quá khứ. 2. Đừng lo tương lai. 3. Sống bằng hiện tại. 4. Không được thở dài. 8. Người thiện thì có hào quang trắng sáng. Người ác thì có khí đen đúa hắc ám. Do đó làm thiện làm ác đều tự nhiên hiện ra nơi hình tướng. Bạn có thể che mắt người nhưng không thể che mắt Phật Bồ Tát và quỷ thần. Đôi khi mình không thấy được nguồn gốc của những phiền não, khổ đau trong tâm mình, giận hờn, bất mãn, oán hận, lo lắng, buồn phiền. Mình cứ đổ lỗi cho người này, người kia, đổ lỗi cho điều này, điều nọ, ít khi mình nhìn thấy trách nhiệm của mình vì tham, sân, si, vì lòng tự tôn hay tự ti, tự ái, vì lòng ích kỷ mà mình có thái độ, cách hành xử có lối sống không hay không đẹp, hoặc tự mình làm mình khổ, nhưng mình lại không thấy điều đó. Kiếp trần gian chỉ là kiếp tạm, cuộc sống của con người luôn có vòng luân hồi, ai biết được nhiều chân lý thì người đó sẽ có sự thanh thản. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 7 âm lịch, năm Quý Mão 2023 của tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.